Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính chào quý chú, quý bác cùng toàn cả chư huynh đệ hiện diện kính mến trong cái room sinh hoạt giáo lý Phật giáo Hòa Hảo trong cái buổi trưa hôm nay. Kính thưa toàn thể chư đồng đạo, theo buổi trưa hàng ngày thì đầu giờ thì sẽ có cái chương trình tự thuyết. Hôm nay thì đến cái nhân duyên của bảy siêu, siêu duyên cùng quý vị. Mà không biết sao quý vị, mỗi một lần tôi gieo duyên với đạo tràng thì trời mưa rất lớn. Ở bên đây là trời chuẩn bị mưa dữ dằn lắm. Không biết sao kỳ á. Bình thường thì tôi ít thấy mưa, nhưng mà khi chuẩn bị vào thiết thì hình như cái đề này đề thứ tư hay gì, bốn lần đều gặp mưa bốn lần. Bây giờ cũng đang mưa đổ xuống nặng hạt rồi thì không biết, chắc là khó nghe lắm, bị mưa cái tiếng nó ồn. Thì nói đây hai bữa rồi thì tôi cũng bệnh nhiều, cho nên sáng mới ngăn cái cơn sốt bằng những cái viên thuốc để trưa bữa nay đảm bảo sức khỏe để giao duyên với quý vị. Mà nãy giờ cũng còn quải, tôi nằm mà tôi sợ ngủ quên hết sức á, sợ ngủ quên cho nên cũng ráng thức bây giờ ngồi. Thì kính thưa quý vị, thông thường con người ở thế gian đó thì ai cũng muốn cho mình an vui hạnh phúc, ai cũng muốn cho mình an vui hạnh phúc. Chính vì vậy mà mình tạo tất cả các việc, tạo tất cả các việc để làm chi cho mình được đủ ăn đủ mặc, hoặc là nó dư giả thì người ta sẽ thấy được cái hạnh phúc. Nhưng mà kính thưa quý vị, cái hạnh phúc đó chỉ tạm giả thôi, chứ nó không phải là cái hạnh phúc chân thật. Thật sự khi chúng ta có đủ tiền của thì nó cũng là hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó nó ngoài tầm tay, nó chỉ có rồi trong chốc lát nó sẽ mất quý vị, nó không dễ giữ bền lâu. Cho nên hôm nay bảy siêu muốn chia sẻ với quý vị tức một cái đề tài là tột đỉnh của hạnh phúc, tức là cái sự cao thượng nhất của hạnh phúc. Vậy thì cao thượng nhất của hạnh phúc thì chúng ta phải làm cái gì? Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên nhiều khi chúng ta phàm phu, hay là nói tai phàm mắt thịt, thì chúng ta dễ nhận lầm, dễ nhận lầm. Chúng ta nghĩ rằng mình có tiền của thì sẽ được hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc nó không trọn vẹn. Một thời gian thì chúng ta sẽ mất đi cái hạnh phúc thì chúng ta lại đau khổ, nó không phải là trường tồn vĩnh viễn. Cho nên nói một câu cho nó vui vui, tức là lo cho tương lai là lo cho hạnh phúc. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì lo cho tương trao mới lo cho hạnh phúc, chứ tương lai bây giờ lo không nổi quý vị, lo không nổi. Tại vì chúng ta lo cho tương lai, chúng ta tạo đủ mọi thứ, nhưng mà khi nó không thành đạt rồi thì nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Còn chúng ta lo cho tương trao chỉ an ổn thôi, miễn cho được ngày hai cơm tẻ buổi bần hàn đặng có tu thân, thì vấn đề này tôi thấy rất là an ổn, rất là an ổn. Cho nên chúng ta sẽ thấy được cái hạnh phúc. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Qua mưa lớn rồi, không biết quý đồng đạo có nghe không, chứ bên đây tôi nói mà tôi cũng không nghe gì hết, không nghe gì hết. Nhưng mà chương trình thì không thể gián đoạn, bây giờ tiếp tục ha. Vậy thì hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là con người ở thế gian đó, người ta có cái quan niệm là giàu có tiền của đầy đủ là hạnh phúc, hay là cái cuộc sống sung túc thì hạnh phúc. Nhưng không phải vậy cô bác anh chị em. Nếu chúng ta nói theo Hán học thì hạnh tức là may mắn, phúc tức là tốt lành. Như vậy thì hạnh phúc là gặp những điều may mắn tốt lành. Như vậy thì tất cả các điều nó đến với chúng ta bằng những cái may mắn và tốt lành thì đó là hạnh phúc. Nhưng nói theo Phật học thì nó sẽ có một cái sự cao xa hơn, cao xa hơn. Như vậy thì cái chữ hạnh ở đây đó là đức, là đức. Mà nếu muốn có đức thì chúng ta phải có đạo, rồi chúng ta diệt trừ tham sân si, phiền não,
những cái vọng tưởng của thế gian, cái tâm chúng ta trở lại trạng thái thanh tịnh thì đó là đức. Phúc tức gì? Phúc tức là phước, tức là chúng ta làm tất cả các việc lành, chúng ta tu thập thiện, diệt trừ 10 điều ác thì chúng ta sẽ được phước. Như vậy thì hạnh phúc ở đây là chúng ta quát tâm phát tâm quy theo đạo, rồi chúng ta tu tập thiện nghiệp, dứt trừ các việc ác, diệt tất cả các vọng niệm tham sân si phiền não, thất tình lục dục, trở lại trạng thái tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì đây thật sự là hạnh phúc. Như vậy thì cái tột đỉnh của hạnh phúc, tức là cao thượng nhất của hạnh phúc, chúng ta phải là người có đạo. Chúng ta phải là người có đạo. Cho nên Đức Thầy ra đời không những muốn đem cho chúng ta một cái hạnh phúc chân thật, không có cái gì bằng cái đạo. Cho nên Thầy cho biết là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Như vậy thì Thầy tìm đủ mọi phương thế để gieo, tức là rải cái đạo khắp đại đồng, tức là năm châu thế giới, tam thiên đại thiên thế giới. Chỉ có cái đạo mới đem con người đến cái chỗ hạnh phúc, chỉ có cái đạo mới đem con người đến cái chỗ an lạc, chỉ có cái đạo mới đem chỗ con người đến cái chỗ tột đỉnh của hạnh phúc, tức là cao thượng của hạnh phúc, tức là hạnh phúc hoàn toàn chân thật. Cái hạnh phúc này là hạnh phúc trong tầm tay, chúng ta rờ được, chúng ta bắt được, chúng ta nắm được và chúng ta xài được, đó chính là cái đạo. Cho nên cổ đức cho biết là thế thượng giảng ban đô thị giả, nhân gian đạo đức quả di chân, nghĩa là trên đời không có chi là thật, chỉ có đạo màu mới thiệt chân. Rõ ràng cô bác anh chị em. Như vậy thì cái đạo nó mới đem con người đến cái chỗ an lạc, con người cái đạo nó mới đem con người đến chỗ hạnh phúc. Còn nếu hôm nay chúng ta không có đạo thì đừng bàn tới hạnh phúc, dầu có bàn đi chăng nữa nó chỉ làm cho mình khổ mà thôi. Thế gian người ta lầm tưởng có tiền hạnh phúc, nhưng mà quý vị thấy cái bài ca mà người ta còn châm biếm đó, đâu phải có tiền là mua được hạnh phúc. Thật sự không phải có tiền mua được hạnh phúc quý vị. Cái đồng tiền chúng ta làm ra đồng ý là cái phước của đời trước và cái phước của hiện tại, nhưng nó không mang cho chúng ta hạnh phúc. Vì khi chúng ta có tiền thì chúng ta thấy hạnh phúc, nhưng mà khi mất tiền thì sao? Lúc đó chúng ta sẽ mất hạnh phúc. Tại vì đây là hạnh phúc ngoài tầm tay, ngoài tầm tay. Chính vì vậy chúng ta phải dựa vào căn bản đạo đức và lời dạy của Phật và lời dạy của Đức Thầy để chúng ta tầm cầu cái hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc nó có hai phần. Cái hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc ở thế gian, và cái thứ hai là hạnh phúc xuất thế gian. Cái hạnh phúc ở thế gian là sao? Cái hạnh phúc ở thế gian là chúng ta sống theo khuôn khổ của đạo đức, tức là luân thường đạo lý. Luân thường đạo lý, chúng ta biết hiếu thảo cha mẹ, biết thuận cảnh trong gia đình, biết tùy duyên mà sống. Cho nên Đức Thầy dạy lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta điều hay lẽ phải, ta ráng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn. Như vậy thì cái gia đình nào mà con cái hiếu thảo, cha mẹ đó gọi là phụ từ mà tử hiếu, cha thì hiền lành, con cháu thì hiếu thảo, anh em thì biết thương yêu lẫn nhau, đây là cái hạnh phúc của thế gian. Cái hạnh phúc thế gian không dễ gì mà sống được thuận thảo quý vị, không dễ gì mà cha hiền từ, không dễ gì mà gặp người con được hiếu thảo. Mà nếu muốn cha hiền từ, muốn con hiếu thảo, muốn gia đình thương yêu với nhau thì phải có đạo mới được cô bác chị em, phải có đạo được. Như vậy thì cái gia đình hạnh phúc là cái gia đình khuôn khổ của đạo đức. Sống thì phải biết tam can ngũ thường, đó là đối với nam. Còn đối với nữ thì phải biết tam tùng và tứ đức, đó là cái khuôn khổ của đạo đức là như vậy. Cho nên rõ ràng đó, nếu chúng ta có gia đình rồi thì tại gia tùng phụ, xuất giá tùng phu, mà phu tử thì tùng tử. Tức là ở tại gia chúng ta nghe lời cha mẹ, xuất giá thì chúng ta theo chồng, phải nghe lời chồng, và nếu chồng chết rồi thì chúng ta nghe lời con. Đó là cái luân thường đạo lý mà con người phải giữ quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện ở gần tôi thôi, ở gần tôi chứ không có gì lạ. Cái chị này gia đình chắc là cũng có ăn có mặc cũng khá đó quý vị, nhưng mà chẳng may chồng chết sớm. Thì khi con mà nó trưởng thành rồi đó, nó lớn lên đến 18 tuổi, tức là cái vị thành niên rồi, nhưng mà cái bà chị này bà không tin tưởng con mình. Bà nói giao nó bao nhiêu thì hư hết bao nhiêu, giao nó là hư, bà không dám giao. Cho nên tài sản ruộng đất tiền của bà cứ ôm bà làm hết quý vị. Rồi hai đứa con trai lớn nó chán nản, nó không thèm làm.
nó không thèm làm, nhưng mà nó trở lại nó ăn chơi quan đàn trà đình tủ đi, nó làm tai hại cho gia đình. Thì mỗi lần thiếu nợ thì phải xuất tiền ra chuộc, mỗi lần thiếu nợ thì làm cha làm mẹ làm sao mà không xuất tiền ra chuộc được quý vị. Như vậy thì lâu ngày chày tháng rồi cái gia đình này nó không còn hạnh phúc, không còn hạnh phúc, tức là không còn phụ từ tử hiếu, tức là không còn mẫu từ tử hiếu, mẹ thì không còn hiền mà con thì không còn kính cha mẹ, không còn hiếu thảo, rồi bắt đầu cự cãi với nhau quý vị. Cự cãi với nhau đến chia rẽ với nhau rất là đau khổ. Thì quý vị thấy rõ ràng cái khuôn khổ của đạo đức mà thánh nhân đã chỉ dạy theo cái lời của Đức Khổng Tử là phải là tam can ngũ thường, tam tùng tứ đức. Cho nên chính vì mình sai lầm có một cái chỗ, mình không tin tưởng vào bậc vĩ nhân đã đi trước mà chỉ dạy cho mình, và chính Đức Thầy hôm nay cũng nhắc lại cho chúng ta biết đó quý vị, phải không? Tức là con người sống trên thế gian là chúng ta phải biết làm tròn cái nhân đạo thì chúng ta mới thấy được cái hạnh phúc. Rồi nếu chúng ta có gia đình riêng rồi thì chúng ta phải đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, phải không quý vị? Đó, hay là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Vì thì quý vị thấy rõ ràng nếu cái gia đình nào đó mà vợ chồng bước thương yêu với nhau, rồi đùm bọc với nhau, rồi lo lắng với nhau mà thuận hòa cho đến thác thì cái gia đình này thật sự là hạnh phúc quý vị. Tôi nói một câu đó là cõi tiên tại thế. Tại vì sao mà muốn được như vậy thì chúng ta phải có đạo. Có đạo. Tại vì chúng ta biết giữ được đạo tam can ngũ thường, tam tùng tứ đức, biết có nhân, có nghĩa, có lễ, có trí, có tính. Chính vì vậy mà chúng ta không phạm vào một điều nào trong cái luật của nhân đạo. Chính vì vậy cái gia đình này không có cãi cọ, không có lộn xộn, không có hơn thua, không có tranh giành, thì cái gia đình này mới thật sự hạnh phúc. Cho nên Đức Thầy cho biết là ở trong hàng thanh niên thanh niết, tuy nghèo hèn mà biết thủy chung, yêu thương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Như vậy thì cái người mà biết yêu thương nhau đến cái giây phút sau cùng, từ cưới gả lúc ban đầu như thế nào thì đến cái giai đoạn cuối cũng như vậy, thì vợ chồng này mới thật sự hạnh phúc quý vị. Không có sự chia rẽ, tức là chúng ta biết nó cũng là cái nghiệp, nhưng mà chúng ta phát tâm tu theo đạo để chi? Để trở thành cái duyên. Tức là từ lúc cự cãi túc nghiệp đời trước lên đây phải hành hạ với nhau, phải chửi mắng với nhau, phải đánh đập với nhau, nhưng mà chúng ta lấy cái đạo để xây chuyển cái nghiệp dữ trở thành cái nghiệp lành, biết thương yêu với nhau, biết đùm bọc với nhau để cùng nhau phát tâm tu tập, cùng nhau tiến đến cái con đường chân thiện mỹ mới thật sự là hạnh phúc. Nhưng mà nói chỗ này phân biệt cho nó rõ chút nghe. Các vị tu sĩ đừng có lầm, đừng nghe nói là yêu thương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Thôi tôi giờ tu sĩ cái thôi giờ tôi đi cưới vợ, đừng yêu thương nhau đến phút cuối cùng. Xin thưa, cái người mà tu sĩ rồi đó quý vị, nếu chúng ta không có gia đình mà chúng ta tu làm sao mà dứt được cái duyên nghiệp, cái nghiệp mà nó không vào mình được đó, cái chỗ này nó còn hạnh phúc hơn nữa nghe. Quý vị tu sĩ nhớ cái chỗ này, chứ đừng nói chú Bảy Siêu nói vậy thôi con lập gia đình để vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc, Nam Mô A Di Đà Phật, xin lỗi tội nghiệp tôi, phải không quý vị? Như vậy thì rõ ràng tất cả các nhân duyên ở thế gian đều là nghiệp lực của đời trước, nghiệp lực của đời trước. Nhưng chúng ta biết xây chuyển nghiệp lực, chúng ta biết chuyển nghiệp lực, chúng ta biết cởi mở nghiệp lực thì chúng ta tự đi vào cái hạnh phúc chân thật quý vị, tự đi vào cái hạnh phúc chân thật. Bởi vì sao? Thế gian nước chảy ngược dòng, chồng tu vợ quậy thì mít lòng với nhau, hay là thiền rồng chấp lái mậu u, vợ tu chồng quậy cũng lu bu sớm riền. Quý vị thấy rõ ràng trên thế gian này có cái gia đình nào mà không tu mà được hạnh phúc không quý vị? Tôi không thấy. Sự thật mà nói tôi không thấy à. Từ hồi trước tới giờ năm nay sống tới 50 mấy năm mà tôi chưa thấy vợ chồng nào mà không cãi cọ, thật sự mà nói. Hồi lúc mới yêu thương với nhau, cưới gả với nhau rồi mặn nồng với nhau, nhưng mà sanh con đẻ cháu rồi cũ cũ rồi mới thấy quý vị, phải không? Hồi mới thì yêu thương lắm, anh nói thì em nghe, em nói thì anh nghe, nhưng mà 2-3 năm sau đó anh với em nói thì cả dòng họ mình nghe, nhưng mà vài chục năm sau rồi anh với em nói cả quan tòa, cả cái xã, cả làng đều nghe. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là không bao giờ hạnh phúc chân thật nếu chúng ta không có đạo. Tại vì lúc nào nó cũng đi ngược với cái thời gian, với cái dòng đời. Có nhiều khi quý vị thấy rõ ràng thương yêu với nhau vậy đó, phải không? Nhưng mà đến cái giây phút cuối cùng rồi, cái nghiệp lực mà khi nó xô xát với nhau, nó chín mùi với nhau rồi, cuối cùng phải đánh đập với nhau làm cho đau khổ. À, con một bây giờ về tới mà gặp cái nghiệp mạnh rồi cũng bị đánh bầm mặt bầm mày như thường quý vị. Xưa kia thì ở với mẹ cha, mẹ yêu cha quý như hoa trên cành, từ ngày em ở với anh nhậu, anh đánh em banh ba sườn, đánh banh ba sườn thì phải chơi rồi. Cái nghiệp không tu nó vậy đó. Ở chưa chồng thì anh chị mến thương, có chồng mỗi tháng anh nhậu rượt té mương 6-7 lần mà chạy khỏi không quý vị. Đó, mỗi một lần đánh lộn là mỗi một lần đau khổ, mỗi một lần đánh lộn là mỗi một lần xấu hổ. Mà đâu phải
đâu phải ai muốn quý vị. Nhiều khi vợ chồng đánh rồi hối hận không có muốn, nhưng mà nổi lôi đình đâu có định chừng cho ta biết mà con giữ trước rồi mai mốt tiếp tục làm nữa, mai mốt vẫn làm nữa quý vị. Cho nên chính vì cái thế gian này mà con người không có đạo đức rồi đó, đừng nói tới hai chữ hạnh phúc. Dầu có cố tìm hạnh phúc đi chăng nữa, có được đi chăng nữa, cái hạnh phúc này cũng ngoài tầm tay, cái hạnh phúc này chỉ giả tạm trong một thời gian ngắn mà thôi, rồi nó cũng sẽ trở lại với cái đau khổ. Tại vì con người mình sanh ra vốn là cái gốc đau khổ, chúng ta sống trong cái cõi khổ, và chúng ta nếu mà sống trong cái đổi khổ rồi, cái định luật vô thường, thì định luật vô thường sẽ chi phối chúng ta hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng, hằng năm và từng sát na của anh chị em. Nếu chúng ta không tu thì cái nghiệp mà khi nó tới nó siết rồi, lúc đó chúng ta sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên Đức Thầy dạy là hồng trần lao khổ siết bao, khuyên trong lê thứ bước vào đường tu. Cái tu không có cái gì mà cái hạnh phúc bằng cái tu hết quý vị. Tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện. Tức là hai cái vợ chồng anh này khi mà có gia đình rồi đó, lo cơm kỉnh làm ăn mà được hai đứa con quý vị. Nhưng mà khi có hai đứa con rồi đó là gia đình giàu có, vẫn cho nó ăn học tới nơi tới chốn, cho nó ăn học tới nơi tới chốn. Một đứa đó thì là làm thầy giáo rồi một đứa thì lại làm kỹ sư. Quý vị thấy con vậy thì hạnh phúc quá rồi. Nhưng mà do ông không có tu tâm dưỡng tánh, rồi thấy cái cuộc đời mình nó dông rủi quá đi, cho nên người ta nói cái câu là nhàn cư sanh bất thiện. Tức là rảnh rỗi quá thì sanh những cái điều không lành. Cho nên ông thấy tuổi mình càng lớn thì bắt đầu mới tập tà tập tụ theo bè bạn, bắt đầu ăn nhậu. Và khi ăn nhậu rồi đến nỗi mà nó ghiền đó quý vị, nó ghiền rồi đó, nó làm cho ông là ghiền rẫm rồi nó sanh ra bệnh hoạn. Vợ khuyên cũng không được, rồi con khuyên cũng không được. Mình nó là trí thức, một bậc thầy giáo, một bậc kỹ sư vậy mà cha mình cứ đi ngoài đường cứ say rồi nhậu la nhậu lết, nhậu la nhậu lết, thì làm cho những người con cũng tuổi với bè bạn của mình, rồi đó là làm cho cái người vợ mình cũng đau khổ với những người bạn ở xóm riêng. Nhưng mà khuyên ông thì ông không chịu, khuyên ông thì ông không chịu, thì ông cứ đeo đuổi theo cái con đường của mình quý vị. Như vậy thì nhậu riết rồi không còn uy tín gì nữa trơn quý vị. Quý vị biết mà làm ăn mà không làm ăn, rồi nhậu riết rồi bệnh hoạn, rồi trị bệnh riết rồi hết trơn trong tiền bạc trong nhà. Nhưng mà tiền không có mua rượu mà ngạt cái bệnh ghiền rồi sao đây. Cho nên ông mới nhậu chịu, rồi thiếu nợ rồi tùm lum hết trơn á. Rồi người ta đòi mà riết tới đứa con nít nó gặp nó cũng không ưa nữa quý vị. Gặp thì say xỉn thì hay nói bậy nói bạ. Cho nên ông hay nói bậy nói bạ. Tức là nhàn cư vi bất thiện là chỗ đó. Cho nên hôm nọ ông mới suy nghĩ nợ nần, bây giờ nhiều quá uy tín cũng không còn gì. Ông mới nhớ lại trước đây đó mình đâu phải vậy. Thôi bây giờ đó mình tới xin tiền mấy đứa con coi nó tính làm sao. Thì khi mà ông lợi tới cái đứa con gái đó quý vị, nó sắp sửa đi dạy học. Thì ở trong nhà nó vừa dắt chiếc xe ra, thì thấy ông cha mình lợi tới thì nó quay đầu trở vô. Nó dặn với đứa con nó, khi ông ngoại lại hỏi mẹ đâu thì con nói rằng mẹ đi dạy rồi không có ở nhà. Không có ở nhà. Thì ông già vừa bước tới cửa thì cái đứa cháu ngoại nó ra trả lời, nó nói ông ngoại mẹ con không có ở nhà. Thì ông già ông rất là đau khổ cái gì, rất là đau khổ. Tại vì mới thấy cái dạng nó dắt chiếc xe ra đây mà bây giờ mình hỏi thì nó cho con nó nói là không có ở nhà. Cho nên ông rất là đau khổ và ông buồn vô cùng buồn luôn. Rồi cái ông mới nói thôi bây giờ trai mà chi gái mà chi, đứa nào có nghĩa có nghỉ ta qua bây giờ lại thăm đứa con trai. Cho nên khi lợi tới nhà con trai, cái thằng kỹ sư nó cũng chuẩn bị xách cái xe ra đi làm. Thì vừa dắt chiếc xe ra nó thấy cái dạng của ông già tới rồi, cho nên nó quèo quèo con, nó nói con ông nội lợi tới nói cha con đi làm rồi, ông cha con không có nhà. Thì ông vừa lợi tới cửa thì cái đứa con mình nó đi vô nhà, nhưng mà đứa cháu nội nó ra nó nói ông nội ơi ba con không có nhà. Cho nên chính vì vậy ông càng buồn tủi hơn quý vị. Ông buồn rồi ông thấy mình đau khổ gì đâu á, cái tự ông nghĩ với lòng mình, ông nói tại sao mà mình đánh mất cái hạnh phúc của mình hết trơn. Hồi trước đây mình cũng sống an vui hạnh phúc, tiền tài của cải vật chất, rồi vợ đẹp con xinh nhà cao cửa rộng thì hạnh phúc vô cùng, sớm riền kính trọng, mà tại sao bây giờ cái hạnh phúc nó mất hết trơn, nó mất hết trơn quý vị. Như vậy thì rõ ràng cái hạnh phúc mà nó chỉ tạm giả, cái hạnh phúc ngoài tầm tay thì chúng ta chỉ nắm được trong một thời gian nào khi chúng ta còn phước báo, mà cái phước chúng ta hết thì chúng ta không nắm được. Ở đây hai đứa con không phải là nó bất hiếu với cha nó, nhưng mà sở dĩ nó cầm tiền nó cho cha nó rồi thì nó sợ cha nó uống rượu và té bờ té bụi phải chết đi, cho nên chính vì vậy mà nó không cho tiền cha nó, để cha nó thấy cái sự khổ sở,
không còn tiền uống rượu thì không còn say sưa, không còn nghiện ngập, thì mới trở lại với cái con đường hạnh phúc như ngày xưa. Cho nên ông buồn, ông rất là buồn quý vị. Ông về nhà ông mới ngồi suy nghĩ, không biết sao mình đối xử với con vậy mà con nó đối xử với mình vậy. Cho nên ông thấy những cái người già qua lại, người ta đạp cái xe đạp, người ta đi cầu nguyện mà người ta tâm sự đó. Hôm nọ ông mới lại, ông mới hỏi thăm, ông nói sao tôi thấy mấy anh già cả mà đạp xe lã mồ hôi mà thấy cười nói vui vẻ quá vậy. Thì các anh em đồng đạo nói hạnh phúc lắm chú ơi, nếu cái người mà khổ rồi mà biết tu rồi, biết đạo đức rồi, hạnh phúc không thể nào diễn tả được đâu đó. Ông nghe nói vậy cái ông mừng quý vị. Về nhà cái chiếc xe đạp cách đây 15 năm mà bỏ treo ở trên giàn bếp đó, ông mới lấy ra, dắt ra rồi bắt đầu mới vô nhớt dây sên, mới sửa lại đâu đó đàng hoàng. Đó bắt đầu ông mới nhập vô đi cầu nguyện. Thì ngay lúc đó ông phát tâm ăn chay. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời gầm mưa lớn quá. Thì lúc đó ông mới phát tâm ăn chay. Và sau khi ông ăn chay rồi đó thì ông làm tất cả các việc đạo đức quý vị. Ông chỉ theo đạo thôi. Ông đi cầu nguyện, rồi ông đi làm từ thiện. Như vậy thì thời gian trôi qua 1-2 tháng, cái mấy đứa con thấy cha mình quá tốt rồi, cái nó mừng. Bắt đầu nó mới tìm tới. Sau khi mà nó tìm về nhà, nó hỏi mẹ, mẹ cha đâu rồi, hổm rày con không thấy tới nhà chơi, nay không biết cha của con sao mà cỡ này ông ăn chay trường không hà. Rồi ông cúng lại, ông theo mấy ông đạo vậy mà ông nói bây giờ ông hạnh phúc vô cùng, ông hạnh phúc lắm. Cho nên mấy đứa con nó mừng quá, cái nó nói mẹ, mẹ mẹ cho con gửi cho cha 1 triệu coi. Hỏi chi ạ? Nó gửi cho cha ông xài chứ chi, ông có bỏ túi ông đi có uống nước uống nôi. Thì sau khi ông đi về rồi, ông mới thấy bà vợ đó nhắn lại hai đứa con, đứa gửi cho 1 triệu. Ông nói chàng ơi, nó hạnh phúc làm sao đâu. Phải biết gì, tôi tu sớm mà đâu tu trễ, nhậu nhẹt chi cho mà nó khổ sở vậy. Đó, cái bắt đầu ông lo, ông làm đạo một thời gian quý vị. Cái hai đứa con hôm nọ nó lại, nó nói ba à, ba đi tuổi cũng 50-60 rồi, con thấy chạy chiếc xe đạp mệt mỏi quá. Thôi để hai đứa con mua cho ba chiếc xe Honda cho ba đi cho nó khỏe. Ông nói chàng ơi, nó hạnh phúc làm sao đâu, phải tu sớm nữa thì nó hạnh phúc biết chừng nào. Ông nói thiệt là mình già mà mình ngu thiệt chứ. Đó, bắt đầu từ đó chạy xe Honda. Xe Honda rồi quý vị biết sao không, cái tuổi lớn lớn lên chút xíu nữa. Đó, cái bắt đầu hai đứa con nó về nó đám dỗ. Cái nó nói ba ơi, tuổi ba lớn rồi, bây giờ hai đứa con mua cho ba chiếc xe du lịch. Đó, ba muốn đi đâu thì có tài xế nó đưa ba đi. Ông nói chàng ơi, nó hạnh phúc làm sao. Thì ngay trong lúc đó quý vị thấy rõ ràng, ông nắm bắt được cái hạnh phúc trong tầm tay. Cái hạnh phúc này là nhờ cái đạo và nhờ ông phát tâm tu tập mà được đó quý vị. Chính vì vậy cái hạnh phúc này không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả cho hết được quý vị. Thì từ đó trở về sau, ông ôm cái cội phúc đó mà ông ráng ông tu tập và mấy đứa con nó lo. Cho nên quý vị thấy từ đó trở về sau đó, gia đình thuận thảo, rồi con cháu hiếu thảo, rồi xóm riềng thương mến, trẻ nhỏ quý yêu. Cho nên quý vị ơi, nó hạnh phúc làm sao. Như vậy thì hạnh phúc ở đây đó là cái hạnh phúc đó là nhờ cái đạo, nhờ cái đạo. Nhưng mà cái hạnh phúc ở thế gian chưa đủ đâu quý vị. Cái hạnh phúc ở thế gian chưa đủ mà chúng ta phải tìm cái hạnh phúc xuất thế gian. Cái hạnh phúc làm sao, chúng ta phải nhập cái thần thức mình vào cái hoa sen để về nơi cõi cực lạc kìa. Cái hạnh phúc này mới gọi là tột đỉnh của hạnh phúc. Chứ tột đỉnh của hạnh phúc thế gian chưa đâu. Chúng ta còn chết, chúng ta còn luân hồi sanh tử, chúng ta còn mất mát những gì chúng ta chưa nắm chắc gọn được. Tại vì sao? Vì ở thế gian này gọi là vô thường, vô lạc, vô ngã và vô tịnh. Vô thường tức là nó luôn thay đổi, vô lạc tức là nó có vui nhưng mà nó vẫn thay đổi chút xíu rồi nó hết vui. Nghĩa là lắm lúc đua chen, vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười. Vô ngã tức là cái thân này không phải thiệt là cái thân của ta, lúc có rồi thì nó mất, lúc mạnh rồi lúc đau, lúc giàu lúc nghèo là cái chuyện thường. Vô tịnh tức là nó không hoàn toàn trong sạch quý vị, nó sẽ có cái sự chuyển biến và thay đổi. Như vậy thì cái hạnh phúc thế gian chỉ là tạm giả mà thôi. Cái hạnh phúc thế gian chỉ là cái hạnh phúc ngoài tầm tay mà thôi. Cho nên chúng ta giàu có tầm cầu, giàu có yêu mến, giàu có dốc hết cái thân này, giàu có phơi nắng dầm xương cả cuộc đời này, chúng ta cũng không làm sao mà nắm bắt cho nó trọn vẹn được. Tại vì ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang, tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình da lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyển, tử thần sửa soạn kéo vào quan. Mà có ai tránh khỏi kéo vào quan không quý vị? Thầy nói kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống xin dày phỏng mấy mươi, lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười. Mới vui đó thì chút khóc đó rồi thì đâu có hạnh phúc gì đâu, phải không? Nhiều khi dùng dãy khóc pha cười,
tuồng đời chuốt ngót cho sông tiếng, cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. À, tuồng đời chuốt ngót cho sông tiếng, tức là làm có giàu cách mấy, có đẹp cách mấy, có vinh hoa cách mấy, nhưng mà cuộc thế, tức là cái cuộc mình, đời mình đang sống ở thế gian này, mượn tất hơi, tức là cái hơi thở từ cái cuống họng lên lỗ mũi chỉ có một tấc thôi, mà chúng ta phải mượn để nhờ nó để sống. Thở ra nó là trả, hít vô là mượn, mà thở ra là trả, mà hít vô là mượn. Như vậy thì trả xong hít lại không được thì sao? Hơi thở này đây mới thoát ra, hít vào không đặn, ấy là mạng vong, chết liền đâu quý vị à, phải không? Như vậy thì chết rồi đâu còn gì là hạnh phúc nữa. Chết rồi mà không có phước, không có tu, phải chuyển lưng trong nhân vật các loài, căng mờ ám làm điều dại dột, thì lấy cái gì làm hạnh phúc? Hay là nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước hỡi còn. Đó, rõ ràng. Đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thê, chừng ấy mới biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp, khó bề tính toan. Tạo cho nhiều vậy rồi cuối cùng chết rồi vào địa ngục. Chết rồi phải chuyển lưng thành thú vật rồi, làm cái gì mà còn hạnh phúc nữa cô bác chị em, phải không? Cho nên thầy nói là nín thở nằm ngay không cửa quậy, chết rồi đó. Xót thương kẻ khóc đôi lời, đôi lời kể lại nỗi hàn huyên, ma lớn chai to phí lắm tiền, tưởng dậy xác thân đa hạnh phúc, mà nào hay hồn phách lắm quan khiên. Chỉ có thiên đường siêu thoát thời thông tả, còn địa ngục trầm luân ác đảo điên, nên chọn một nơi thanh tịnh ấy. Đức thầy kêu mình là rứt trần bất nhiễm mới là yên. Vậy thì chúng ta nên chọn một nơi thanh tịnh ấy. Sống trên thế gian này, thân chúng ta còn mạnh, trí chúng ta còn minh mẫn, hơi thở chúng ta còn đang kéo dài. Như vậy thì chúng ta còn chọn, còn lựa được, tìm cho mình một cái hạnh phúc được. Đừng để cái hơi thở này nó dứt đi, đừng để cái thân này nó tàn rụi, nó bệnh hoạn, lúc đó không còn hơi thở, không còn sức lực để mà tu hành. Lúc đó dầu mình có chọn cũng không làm sao chọn được cô bác chị em. Cho nên thầy nói là nên chọn một nơi thanh tịnh ấy. Thanh tịnh ở đây là trong sạch, và trong sạch là chỉ cho cái đường tu tập. Trong sạch ngoài thân và trong sạch trong tâm, chỉ có cái người có đạo mới làm được cái việc này, thấy không? Rứt trần bất nhiễm mới là yên. Tại vì sao? Vì cái cõi thế gian này nó đeo đắm chúng ta, làm cho chúng ta phải cực khổ, phơi nắng dầm xương, đó là cực nhọc. Chính vì vậy thân ra bệnh hoạn, rồi đủ thứ nó sanh ra khổ đau, phải không quý vị? Cho nên thầy cho biết là phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tháng muôn phần đớn đau. Tức là cái kiếp sống trôi nổi của mỗi chúng sanh nè, lắm cuộc lao thân, tức là nhiều cái sự khổ cho thân này. Ngày đêm ta tháng, ta tháng là gì? Là kêu than. Ban ngày thì phơi nắng dầm xương, mang thân bệnh hoạn, ban đêm thì nhức nhối, tính chuyện này chuyện kia, cơm khăn đủ không đủ ăn, rồi áo không đủ mặc, rồi nợ nần trần chóc. Cho nên là ta tháng muôn phần đớn đau, tức là nó khổ sở vô cùng, không làm sao dùng lời lẽ mà diễn tả hết được. Cho nên Đức Thầy cho biết là nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rứt trần bất nhiễm mới là yên. Như vậy thì chúng ta muốn tìm được cái hạnh phúc thế gian thì chúng ta nhất định phải quy theo đạo và tu tập. Thầy dạy chúng ta sao? Hãy ráng tu tâm dưỡng tánh lành, đừng cho ma nghiệp vọng tâm sanh, quay về cõi phúc đường chân đạo, Phật Pháp Thiền Na dốc thực hành. Như vậy thì quay về cõi phúc, tức là quay về với cái gốc phước đức. Mà cái gốc phước đức ở đây là chỉ cho cái chỗ là tu tâm dưỡng tánh. À, nếu không tu tâm dưỡng tánh, dù chúng ta có muốn bao nhiêu hạnh phúc cũng sao có được, không làm sao có được. Mà muốn có được cái hạnh phúc chân thật thì nhất định chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh. Tường với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà, mà mai sau thoát khỏi tinh ma, lại được thấy cảnh tiên nhàn hạ. Trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh coi đời. Như vậy thì cái người mà tu tâm dưỡng tánh rồi sống được coi đời có phải hạnh phúc không? Coi là coi được Phật được trời, coi phép lạ của tiên của thánh. Còn cuộc dương thế ngày nay mỏng mảnh mà sang giàu, còn hiếp nghèo nàn phải xả thân tầm bát nhã thòn, sao mới khỏi hùm tha xấu bát. Như vậy thì chúng ta biết con đường đạo lý để tu tâm dưỡng tánh, tức là chúng ta tu cái tâm mình rồi nuôi dưỡng cái tánh lành cho nó lớn lên. Để chi? Để chúng ta sống với cái bản tâm của mình, thật sự là cái hạnh phúc này mới chân thật. Cái hạnh phúc này gọi là hạnh phúc trong tập tai, phải không quý vị? Cho nên nếu chúng ta có đạo rồi thì chúng ta phải biết làm tất cả các việc đạo đức để chúng ta tìm được cái hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc trong tầm tay. Cái hạnh phúc này gọi là cái tột đỉnh của hạnh phúc và cao nhất trong hạnh phúc. Như vậy thì chúng ta đã tu tâm dưỡng tánh gồm có ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành, lánh giữ bố thí giúp đời, nghĩa là làm hết các việc từ thiện và tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa lòng cho trong sạch.
Cho nên Đức Thầy cho biết nếu bổn đạo còn ai làm sai, coi kệ này mình sửa lấy mình. Ta không tranh mà cũng không kình, cho tánh dèm pha thỏa chí. Ai làm phước in ra mà thí, thì được nhiều hạnh phúc sau này. Hay không quý vị? Như vậy thì Đức Thầy dạy chúng ta cái thứ nhất là chúng ta làm tất cả các việc phước. Cái phước ở đây nó có nhiều việc. Phước ở đây là làm hết các việc lành, giống như chúng ta bắt cầu, chúng ta bồi lộ, chúng ta nấu cháo từ thiện, chúng ta giúp đỡ người đói khó, cũng là phước. Nhưng mà cái phước lớn nhất là cái phước in kinh giảng để bố thí quý vị. Chúng ta cái người nói, người nghe đều phước đức vô lượng. Người ta nói thì chỉ quay được một đĩa, mà cái người có tiền in ra cái ngàn đĩa đó à, phải không? Cho nên sách của thầy đưa ra thì chỉ có một quyển, nhưng mà cái người có tiền in ra vài trăm quyển. Cho nên thầy nói ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này, phải không? Cho nên trong kinh Phật cho biết là kỳ tài thí giả du như thốn đăng, minh tiểu thất trung, kỳ pháp thí giả du như nhật quang, tùy sở hành xứ năng trừ ám minh. Nghĩa là làm việc tài thí chúng ta giúp đỡ người đói khó cũng là sanh ra phước. Nhưng mà cái phước này gì? Là cái phước hữu lậu ở cái thế gian, cũng như cái ngọn đèn mà đốt ở trong cái nhà nhỏ. Còn cái pháp thí chúng ta trao đổi về Phật Pháp, in kinh ấn tống, in kinh sách ấn tống và in đĩa ấn tống, thì cái phước này là như mặt trời soi rọi khắp thiên hạ. Khi mặt trời soi đến đâu thì bóng tối tan đến đó. Cho nên chính vì vậy Đức Thầy khuyến tấn chúng ta lúc nào cũng nên cố mà học, rồi cố mà hành, và chúng ta phải truyền bá. Đây là cái lời của Đức Phật khi xưa đã chỉ dạy. Cho nên Đức Thầy hằng khuyến tấn chúng ta học để chi? Đúng, chúng ta nắm hiểu rõ biết cái con đường mà Đức Thầy đã chỉ dạy chúng ta tu tập. Như vậy thì cái hạnh phúc xuất thế gian là chúng ta phải làm cái việc khởi từ tâm, xuất phát từ cái tâm từ. Chính vì cái tâm từ đó mà chúng ta khởi lên lòng thương người, chúng ta khởi lòng muốn làm tất cả cái việc phước, mà làm phước không chấp phước. Đây là cái phước lớn vô cùng, không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả được. Cho nên Đức Thầy cho biết là sao? Giúp người đừng đợi trả ơn, miễn tròn bổn phận, hay hơn bạc vàng. Hay không có gì? Cho nên cái việc làm phước đối với một người tu là vấn đề rất quan trọng. Cho nên nếu chúng ta tu mà còn cái tâm mà ích kỷ thì không làm sao làm được các việc phước thiện. Và không làm sao làm được các việc phước thiện thì xung quanh chúng ta rất ít phước đức. Mà nghiệp lực thì dãy đầy thì coi chừng nghiệp lực tấn công, mà không phước có cái phước để nó đỡ thì coi chừng trên bước đường tu chúng ta sẽ bị bán đồ di phế. Tại vì sao? Vì Đức Phật cho biết phước là cái áo giáp để ngăn ngừa tất cả các nghiệp lực. Như vậy thì chúng ta trên bước đường tu gặp cảnh khốn khó, quỷ ma hay phá rối người tu, chúng ta cần làm phước thiện cho nhiều để có một cái áo giáp phước ngăn chặn ở bên ngoài. Rồi, và chúng ta đi cái đôi giày nhẫn nhục và đội cái lớp nón từ bi để chúng ta bước trên cái con đường hành trình về tột đỉnh của hạnh phúc, đi về bên xứ Phật. Thì chúng ta phải vững chắc, mà vững chắc cái nền tảng của nó là các việc phước báo. Cho nên Đức Thầy cho biết trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên. Như vậy thì trong cái đất nước này, cái người mà có tài thì sẽ được hữu dụng, làm chức tước lớn gì đó không biết. Nhưng mà trong cái đời tu thì cái người nào nhiều phước mới nên. Còn không phước thì coi chừng không nên thân nên hình gì hết cô bánh chia. Phải không? Cho nên chính vì vậy Đức Thầy khuyến tấn việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước, rõ lòng hiền nhân. Cái từ đã xong ở đây đó, không phải là mình rảnh rỗi mà mới đi làm được. Xong rảnh rỗi mà tự chúng ta phải biết sắp xếp công ăn việc làm của mình, và tự thấy rằng mình đủ ăn, đủ mặc, đủ xài, cái còn dư là chúng ta làm phước đó quý vị. Thì chích chi để chúng ta tạo các phước báo cho mình, tạo cái nền tảng trên bước đường tu của mình. Như vậy mới thật sự là dẫn chắc. Nếu chúng ta tu muốn thành tiên thành Phật thì chuyển thân từ xấu quá cù mình. Cho nên phải chuyển thân từ xấu quá cù thì rõ ràng. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta đó là ai làm phước in ra mà thí thì được nhiều hạnh phúc sau này. Đây là rất rõ ràng của bác chị em. Không? Cho nên thì hôm nay Đức Thầy ra đời khuyến tấn chúng ta làm phước. Mà nếu cái người nào ích kỷ là coi chừng. Thầy nói trách dân đừng tiếc lũa the, còn tiếc lũa the. Chẳng làm phước thiện thì quả e đến mình. Coi chừng mình tu mà mình không có tung tăng bơi lội trong cái phước báo, nhiều khi mình khó không có phước báo rồi cái nghiệp nó đến với mình. Và chính cái nghiệp nó đến với mình rồi đó, là lúc đó mình chừng đó mới trời ơi đất khởi mang khổ hình gì bởi chẳng tu cái gì. Tại sao vậy? Vì chúng ta không có phước thì dĩ nhiên cái nghiệp nó sẽ đến, phải không? Tay dơ thì lấy nước rửa, có tội thì lấy phước mà trừ. Hôm nay chúng ta tu nhất định phải có cái phước, làm nhân ấy là ắt tiêu bệnh tật. Hay là muốn cho rắn nặng quá cụ, xả thân làm phước thì diêm phù vượt qua. Diêm phù vượt qua. Như vậy thì chúng ta càng cố gắng làm phước nhiều chừng nào
thì trên bước đường tu chúng ta vững chắc nhiều chừng nấy, tại vì chúng ta sống trong cái phước báo chứ không phải là sống trong cái nghiệp lực. Cho nên cái người càng có phước báo chừng nào nó sẽ hiện ra cái tướng phước. Thứ nhất là gì? Gọi là tướng phước. Cái người xấu thiệt, phải không? Nhưng mà nhờ tu tập, rồi nhờ làm phước nhiều, cho nên nó hiện ra cái tướng phước, cái tướng rất là tốt thật sự mà nói, cái người tu chúng ta đó, mà cái người mà đồng đạo chúng ta nhìn vào là biết cái người đó có phước. Cái thứ hai tức là phước trí. Phước trí tôi nói thiệt quý vị, mà tu tập rồi đó, cái phước báo nhiều nó cũng sanh ra cái phước trí. Tại sao vậy? Vì cái phước trí đó, tức là nhìn vào cái gương mặt người ta biết cái người này cái trí huệ thật sự là tuyệt vời, tuyệt vời. Mà nhờ tu tập phước báo nhiều nó mới sanh ra. Cái thứ ba gọi là phước tâm. Mỗi lời nói rất là nhẹ nhàng, có sự ái ngữ. Chính vì vậy cái lời nói được tất cả mọi người dễ nghe, dễ mến và luôn luôn kính trọng. Cái phước nó sanh ra nhiều việc như vậy. Cho nên chính vì vậy mà Đức Thầy khuyến tấn chúng ta làm phước. Để chi? Để chúng ta vững bước trên con đường tu tập đi sang qua Tây Phương Cực Lạc. Và nếu chúng ta làm phước nhiều, đó là chúng ta đang tạo cho mình tột đỉnh của hạnh phúc, cao nhất trong cái hạnh phúc mà không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả được, phải không quý vị? Rồi thêm cái thứ ba nữa đó, cái người mà muốn có cái hạnh phúc cao nhất thì chúng ta phải biết niệm Phật. Đó, thầy biết là cho biết là muốn niệm Phật bất cần sớm tối, ghi vào lòng 6 chữ Di Đà thì hiền lương quên mất điều tà, được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Như vậy thì được hạnh phúc nhờ lòng cố gắng. Như vậy thì cái người niệm Phật nhiều chừng nào thì hạnh phúc nhiều chừng nấy. Tại sao vậy? Vì Đức Thầy cho biết là cứu khổ nam mô vô lượng phước mà diệt nàn tu rị hữu thiên kinh. Như vậy thì mỗi câu niệm Phật đều sanh ra phước báo. Tại sao vậy? Chỗ này tôi có nói rồi nhưng mà tôi sẽ nói nữa. Tại vì sao? Vì cái niệm Phật có 3 cái sức độ rất lớn. Và nó cũng là thù thắng trong 84.000 pháp. Pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật là pháp môn khó tin, mà nếu ai tin rồi hành trì thì sanh ra phước báo vô lượng, rồi sẽ giảng sanh về cái cõi Phật. Đây là tột đỉnh của hạnh phúc, tột đỉnh của hạnh phúc. Như vậy thì rõ ràng cái thứ nhất gọi là gì, là sức Phật. Nếu thành tâm niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì sẽ được hào quang của Phật che chở cho 40 dặm, thiên ma 3 tầng không dám lại gần, không dám lại gần. Và Đức Thầy đã khẳng định Di Đà lục tự ráng ghi, niệm cho tà quỷ vậy thì gian ra. Vậy thì đó, quỷ ma mặc dầu là hay phá rối người tu, hay là trời mở cửa quỷ dương xuống thế, tuy rằng trời mở cửa đó, thiên ma 3 tầng mở cửa quỷ dương xuống thế rất là nhiều, nhưng mà cái người nhờ niệm Phật rồi quỷ ma không dám lại gần là nhờ hào quang của Phật che chở. Cái thứ hai nữa là sức pháp. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là vạn đức hồng danh, thành tâm niệm một câu trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Vậy thì trong hiện kiếp và trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta tạo chưa tu mà tạo rất là nhiều cái nghiệp luân hồi sanh tử. Cho nên chính vì vậy trong đời hạ nguyên may mắn gặp Phật ra đời và có cái pháp môn niệm Phật, tức là nhờ vào tha lực của 10 phương chư Phật. Vậy thì thành tâm niệm một câu trừ được 80 ức kiếp tội trọng sanh tử. Niệm 10 câu thì nhân lên 10 lần, 100 câu thì nhân lên 100 lần và ngàn vạn câu thì nhân lên ngàn vạn lần. Vậy thì tất cả các hột giống sanh tử nó sẽ không còn, và mất đi hột giống sanh tử thì sẽ không bị trôi lăn trong cái dòng luân hồi khổ não trong 6 nẻo 3 đường. Mà cái người này sẽ được về cõi Phật, giữ hội long hoa để về cõi Phật. Cho nên Đức Thầy khẳng định là niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, thuyền từ Thầy rước lại non bồng. Vậy thì niệm một câu thì tan đi đó 80 ức kiếp tội trọng sanh tử, mà niệm nhiều thì sẽ tan hết. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ dứt hết hột giống sanh tử và chúng ta sẽ có mặt trong ngày hội long hoa. Cái thứ ba nữa là sức công đức của tự tâm. Tâm chúng ta có lành, có dữ, có trơn, có vọng, có tội, có phước, có hung, có hiền. Mà nếu chúng ta niệm Phật rồi thì cái tâm chúng ta nó sẽ không còn tội mà nó sanh ra phước. Cái tâm chúng ta không còn hung mà nó sanh ra hiền. Rồi cái tâm chúng ta nó sẽ không còn vọng mà nó sẽ quần chân. Cho nên Đức Thầy cho biết còn phương pháp niệm Phật là để trừ vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê làm chẳng dứt, vì cái vọng niệm thấy trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc. Chúng ta nhớ nghĩ cái việc đời quá nhiều, chúng ta bàn tán tính toán ở hằng đêm hằng ngày, chúng ta suy tư suy nghĩ tính làm sao để mình có ăn có mặc, tính có giàu có nghèo, tranh đua với đời mà nó không cho cõi lòng an lạc. Phiền não thì ngăn che chân tâm mờ ám, nên nay hãy thành tâm niệm Phật. Nếu niệm một niệm Phật thì ắt lìa một niệm chúng sanh, và niệm niệm Phật thì lìa tất cả các niệm chúng sanh, cho đến khi
nhất tâm bất loạn và sự ham muốn và các tình dục mà còn đâu mà nảy sinh ra được. Như vậy thì rõ ràng khi chúng ta niệm Phật đến cái giai đoạn đó rồi, chúng ta sống lại với cái tâm của mình, chúng ta hằng ngày đó sống với thật sự cái chân như Phật tánh của mình, thì đây là chúng ta sống như vậy rồi, gọi là cái kiếp sống chân thật, và chúng ta sống với ông Phật tánh thì lúc nào chúng ta cũng vui, quý vị, lúc nào chúng ta cũng vui. Tại vì sao? Vì Đức Phật cho biết là tất cả chúng sanh luôn sống với cái vọng thức của mình mà sanh ra phiền não, và chính cái phiền não đó nó làm cho chúng sanh khổ và đi vào cái chỗ luân hồi sanh tử. Cho nên hôm nay chúng ta mượn cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh của Đức Phật A Di Đà, trì hành niệm đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc, thì ngay lúc đó chúng ta sống với cái tâm giác ngộ của mình, chúng ta sống với cái tâm Phật của mình. Mà Đức Thầy cho biết là nhàn thanh tìm kiếm kiếm nơi tâm, Phật cũ ngày xưa hãy ráng tầm, nhành lá xum xê màu đốm vẽ mà non thần biến đổi hết rừng lâm. Thì rõ ràng hôm nay đó chúng ta không còn sống với vọng thức mà chúng ta sống với cái tâm của mình thì hoàn toàn sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên chư tổ cho biết là biển tâm yên lặng thấy minh châu, thanh tịnh vô vi ấy đạo màu, chư Phật ba đời nương một mạch mà hồi quang phản chiếu với vọng tâm thâu. Vậy thì chúng ta mượn cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, vạn đức hồng danh của Đức Phật A Di Đà, niệm niệm để chi? Để nó dứt tất cả các niệm sân thi phiền não, nó trở lại trạng thái thanh tịnh, rồi chúng ta đi qua cái dọn cuối cùng của nó là nhất tâm bất loạn, tức là một lòng không tưởng khác. Rồi qua cái giai đoạn thứ hai là chúng ta niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, cho lòng mình nương theo đó mà thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Tại vì tâm của Phật là hoàn toàn trong sạch, tâm của Phật là hoàn toàn dừng lại, không còn một móng tham sân si phiền não, không còn sự ham muốn. Cho nên ngày xưa lúc Đức Phật còn trụ thế cái gì, thì có một vị cư sĩ này mới đến hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, cái trình độ giác ngộ như Đức Thế Tôn, cái người mà có tu tập rồi khi chết rồi sẽ đi về đâu? Đức Phật không có trả lời, mà Đức Phật nói rằng bây giờ ông hốt một nắm cây đến đây, ông sẽ đốt lửa lên đi, tôi sẽ chỉ cho ông coi. Như vậy thì cái người cư sĩ này mới hốt một nắm cây đem lại, quý vị, ông bật, ông quẹt, ông đốt lên. Và khi đốt lên cái lửa cháy tưng bừng, rồi lửa tắt hết. Đức Phật hỏi: khi ông đốt hết củi rồi thì ông thấy lửa nó ở đâu? Thì cái vị cư sĩ này nói: dạ lửa không còn nữa Đức Thế Tôn. Thế Tôn, tức là lửa không còn cháy. Thì Đức Phật mới nói rằng đó, cái tâm của ta cũng như cái ngọn lửa đó, khi giác ngộ rồi thì nó sẽ không còn cháy nữa. Nó không còn bị thất tình lục dục nung nấu nữa. Nó không còn phiền não nung nấu nữa. Nó không còn tham sân si phiền não nung nấu nữa. Như vậy thì hoàn toàn giác ngộ, thì sẽ chứng vào cái quả vị của Phật. Còn cái tâm của chúng sanh không có lúc nào ngừng nghỉ. Khi hết củi thì đung vô, hết củi đung vô. Cho nên chính vì sự ham muốn, chính vì sự ham muốn và thúc dục đó mà nó đưa chúng sanh, nó, cái ngọn lửa thất tình lục dục nó thiêu đốt chúng sanh và cháy rụi, cháy riết, là không còn một cái cơ hội giải thoát và sẽ chìm sâu vào cái cảnh khổ. Thì rõ ràng nếu chúng ta sống lại với cái bản tâm của mình là chúng ta đang tìm cái hạnh phúc chân thật, quý vị. Đây là cái hạnh phúc chân thật. Cho nên Đức Thầy cho biết là biết không tìm kiếm ma ha, một câu lục tự là nhà nhà bình an. Nghĩa là một câu lục tự mà trấn ở tim mình thì lúc nào chúng ta nhà nhà nào cũng bình an. Trước đây chúng ta chưa có tu tập, chưa có biết niệm Phật, gia đình nó còn không ở trên, ở dưới còn giành nhau hơn thua, tiền tài của cải vật chất. Nhưng mà khi biết tu tâm, biết dưỡng tánh rồi, biết niệm Phật rồi, thì tự nhiên gia đình thương yêu với nhau, rồi anh em thương yêu với nhau, biết nhường nhịn với nhau, biết chia sớt với nhau, thì đây là cái hạnh phúc không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả được hết được. Mà nếu nhờ được như vậy là nhờ có chúng ta phát tâm theo đạo, rồi nghe theo lời Phật dạy, rồi tu tâm dưỡng tánh, thì đây thật sự mới thật là cái tột đỉnh của hạnh phúc. Thấy rõ ràng như ba anh chị em. Như vậy thì niệm Phật ở đây, đồng đạo chúng ta niệm cũng rất nhiều, nhưng mà tại sao chưa thấy được hạnh phúc? Xin thưa toàn cả cô bác chị em, chúng ta niệm Phật là niệm, nhưng mà chúng ta phải niệm theo hoài bão, chúng ta phải niệm theo cái bổn nguyện Phật, thì sự niệm này nó mới thật sự sẽ đi đến kết quả. Cho nên Đức Thầy cho biết là theo đạo lý nhất tâm mới kịp, ngày nay đà gặp dịp tu hành, niệm di đà ráng niệm cho rành, thì mới được sống coi tiền thánh. Như vậy thì muốn sống lại với cái tâm của mình, muốn sống để coi đời, thì chúng ta phải niệm Phật rành, phải không quý vị? Mà niệm Phật rành ở đây nó có sự và lý. Như vậy sự là gì? Sự là chúng ta niệm rành, tức là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ, không thiếu chữ nào, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc, hay là ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, phiên chúng sanh hãy ráng tu hành,
cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Đây là Đức Thầy đã chỉ rõ cái đường đi nước bước hết trơn quý vị. Như vậy thì sự chúng ta niệm rành sáu câu đi đứng nằm ngồi mà nói về lý là chúng ta phải biết được cái hoài bão và bổn nguyện của Đức Phật và những lời Đức Thầy đã chỉ dạy. Như vậy là niệm rành là niệm như thế nào? Như vậy thì niệm Phật rành ở đây dựa theo căn bản giáo lý Đức Thầy chỉ dạy trên dưới 10 vạn lời, từ cái quyển kinh, quyển lực và cho tới 217 bài, 16 bài pháp luận gọi là luận. Như vậy thì kinh luật luận Đức Thầy chỉ rất rõ. Cái thứ nhất là Đức Thầy dạy cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. À, tu thập thiện là gì? Tu thập thiện là chúng ta tu 10 điều lành, mà tu 10 điều lành là diệt trừ 10 điều ác. Như vậy thì cái người mà diệt trừ 10 điều ác, tu 10 điều lành, không còn sát sanh mà bây giờ chúng ta lại phóng sanh, không còn trộm cắp mà chúng ta biết làm việc nghĩa, tức là chúng ta bố thí giúp đời, đây là tu 10 điều lành đó quý vị. Như vậy thì khi chúng ta 10 điều ác không còn mà 10 điều lành phát triển, niệm một câu là đắc một câu, niệm một câu đắc một câu. Nam mô miệng niệm lòng lành, bá gia phải ráng biết rành đường tu. Đây là cái chỗ này niệm Phật rành đó quý vị, phải không? Cho nên khi mà niệm Phật mà chúng ta dừng được cái thập ác rồi mà chúng ta tu thập thiện, thì như vậy thì cái con đường đạo hạnh, cái con đường niệm Phật, cái con đường đi tìm hạnh phúc của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ nắm trong tầm tay. Tại Đức Thầy cho biết là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi, Tây phương quyết đáo, chung vui Phật đài, hay là tam nghiệp hằng thánh tịnh thì đồng Phật giảng Tây phương, thì rõ ràng đó quý vị, ha, ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Như vậy thì rõ ràng rồi. Cái thứ hai nữa là chúng ta niệm Phật phải có từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả mới được quý vị, mới gọi là niệm Phật rành. Chư Phật có bốn đại đức, vậy ta niệm danh hiệu Phật phải biết bốn đại đức của chư Phật và ráng làm sao cho ta có thể đắc được bốn đức ấy, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Như vậy thì cái người tu muốn niệm Phật rành phải có bốn đại đức, mà bốn đại đức thì phải thương nhân mến vật, cứu khổ ban vui, từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Lòng từ của Phật là làm cho chúng sanh an vui, và lòng bi của Phật là làm cho chúng sanh hết khổ. Còn chúng ta muốn tìm được cái hạnh phúc chân thật, tột đỉnh của hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải niệm Phật. Mà niệm Phật thì chúng ta cũng phải cứu khổ, mà cứu khổ rồi chúng ta cũng phải ban vui, phải không quý vị? Cho nên chúng ta làm sao thường xuyên làm hết tất cả các việc thiện để chi? Để cứu khổ ban vui là ở chỗ đó. Tức là đức từ, Phật thương chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng lo lắng đến, hết lòng dạy dỗ, không nỡ để chúng sanh nào xa vào đường tội lỗi mà chịu khổ não. Đức bi, nếu chúng sanh nào dạy dỗ chẳng nghe lời, làm điều độc ác để phải tội, Phật chẳng vì thế ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Đức hỷ, thường thường an vui mà làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng chẳng vì thế mà sanh lòng buồn bã. Đức hỷ, ngài chẳng chấp một pháp nào ở thế gian, sẵn sàng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết thảy những ai lầm lỗi tối tâm ngu muội. Như vậy thì chúng ta biết niệm Phật và biết bốn của đại đức chư Phật và thực hiện bốn đại đức của chư Phật, gọi là tu tứ vô lượng tâm. Như vậy thì cái tâm chúng ta hoàn toàn trở thành cái tâm giống như cái tâm chư Phật, thì chúng ta sẽ về cõi Phật. Mà về cõi Phật đây mới thật sự là cao thượng của hạnh phúc, gọi là tột đỉnh của hạnh phúc. À, thì kính thưa toàn cả cô bác anh chị em, như vậy thì nhắc tới đây tôi nhớ lại một cái bài kinh đó, bài kinh trong cái quyển kinh Mangalasutta, tức là cái bộ kinh dịch ra là kinh hạnh phúc. Kinh hạnh phúc, Đức Phật cho biết rằng trong sáu điều hạnh phúc, ở đây tôi nói một cái điều thứ năm thôi, một cái điều thứ năm giống như lời Đức Thầy đã chỉ dạy đó, một điều thứ năm mà dùng cái tiếng gọi là tiếng Bali đó quý vị. Đa năng chá khâm mấy chá rấy danh chá nha tắc ca chá săn chá hô anawit sê tâm mít sê tầm măng mấy chút cả măng, nghĩa là tạm dịch, nghĩa là người nào muốn được hạnh phúc phải tu tập theo đạo và làm các việc lành, tu tâm dưỡng tánh của mình thì sẽ được hạnh phúc. Nó rõ ràng như vậy quý vị. Như vậy thì những lời Đức Thầy chúng ta chỉ dạy ở đây nhằm rút trong các lực các kinh, nó giống như tất cả các kinh của Đức Phật ngày xưa đã chỉ dạy. Như vậy thì chúng ta tìm hạnh phúc ở đây thì chúng ta phải tu tâm dưỡng tánh, chúng ta biết tự tạo cho mình cái phước báo. Như vậy thì chúng ta mới sống với cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc này là gì? Gọi là hạnh phúc trong tầm tay. Chúng ta rờ được, chúng ta thấy được, chúng ta nắm bắt được và chúng ta hiểu được, thì rõ ràng như vậy thì chúng ta mới thật sự là hạnh phúc, phải không? Cho nên cái người hạnh phúc là cái người phải biết niệm Phật, mà niệm Phật như vậy thì phải có từ bi hỷ xả. Cái thứ ba nữa là niệm Phật chúng ta phải có tứ nguyện hạnh. Tứ nguyện hạnh nó mới đủ với cái lý. Tại vì sao? Nếu cái người niệm Phật mà không có tin sâu, không có nguyện thiết, không có hành thâm, thì chúng ta niệm Phật nữa chừng chúng ta dễ buông bỏ lắm gì, dễ buông bỏ lắm.
Tức là chúng ta tin sâu rằng pháp môn niệm Phật là nằm trong 48 lời nguyện của Đức Phật khi xưa. Và nếu người nào niệm Phật tin tưởng rằng sẽ có cái cõi Phật, và Đức Phật mình tin tưởng rằng mình niệm tâm mình sẽ được thanh tịnh và sẽ được Đức Phật rước. Chúng ta tin tưởng như vậy, chúng ta sẽ được về cõi Phật an lạc. Cái thứ hai nữa là tin bản thân mình tự tu diệt vọng quần chơn, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, niệm Phật đến bản lai thanh tịnh, chúng ta sẽ chứng đắc đạo quả. Chúng ta phải có cái sự tin sâu như vậy. Nguyện thiết tha thiết nguyện cầu, tức là hằng đêm chúng ta mong mỏi hứa hẹn làm sao chúng ta phải niệm Phật được về bên cảnh giới Đức Phật. Cái thứ ba là hành thâm, tức là đi đứng nằm ngồi lúc nào chúng ta cũng xuyên suốt niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật ở đây niệm gọi gì? Là niệm Phật ba la mật, niệm Phật thật từ trong tâm trong tướng chúng ta phát khởi, quyết lòng tu cái pháp môn niệm Phật để cầu được giải thoát, thì cái này mới thật sự là hạnh phúc. Chúng ta niệm từ trong tâm ra, trong tâm chúng ta muốn niệm Phật để cầu giải thoát. Chính vì vậy chúng ta niệm Phật từng câu từng lời từng chữ đều phát khởi từ trong tâm, chứ không phải ngoài miệng, ngoài cái tướng chúng ta, cô bác chị em. Đây mới thật sự là cái chỗ cao nhất của cái chỗ cái pháp môn niệm Phật. Như vậy thì chính vì vậy mà khi mà niệm Phật đúng mức rồi thì sau này Đức Thầy cho biết sẽ có ba cái lúc nào cũng đang chờ cái người niệm Phật. Cái thứ nhất là gì? Có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chúng cuộc. Tức là chúng ta có cái gốc lành rồi, có duyên với đạo rồi, có duyên với thầy tổ rồi, duyên lành rõ được khùng điên chẳng qua kiếp trước, thiện duyên hữu phần. Vậy thì bây giờ chúng ta có duyên với Đức Thầy, sanh làm người mà lại gặp Phật ra đời, chính Phật là Đức Thầy chúng ta, là cái người đã có nhân duyên. Hữu phần thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức, cõi tiên cũng gần. Vậy thì có phần sanh ra làm người, có phần là sanh nhầm cái cõi trung độ, có duyên là được gặp Phật. Bây giờ sửa ngay cái tâm chúng ta, ráng tu đi, ăn hiền ở lành, niệm Phật thì cái cõi tiên cũng gần, là cái cõi giải thoát, cái cõi an lạc chúng ta sẽ đến được. Phải không cô bác chị em? Cái thứ hai nữa đó, câu niệm Phật chờ ngày chúng cuộc. Như vậy thì kết cuộc của cái đời hạng quan mạt pháp, hay là kết cuộc của cuộc đời mình, cũng nhờ cái câu niệm Phật này mà giải quyết tất cả. Chúng ta muốn gì được nấy, muốn cái gì được cái nấy. Cái thứ hai nữa, Đức Thầy cho biết là ở Tây Phương chư Phật ngóng trông, chờ ba tánh rủ nhau niệm Phật. Tại vì pháp môn niệm Phật là cái pháp môn dễ tu, dễ hành và dễ thành dễ đắc. Dụng công ít mà kết quả lại cao. Chỉ trì hành câu Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ thôi, đi đứng nằm ngồi mà trong một kiếp này được thành tựu đạo quả. Thành tựu đạo quả. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp, Tây Phương hồi hướng thoát mây đồ dứt cuộc luân hồi. Cái chờ thứ ba nữa là chờ chúng ta khi mà dứt cái nhân duyên ở thế gian bên cõi ta bà này, thần thức chúng ta sẽ nhập vào hoa sen, sanh ra để chi? Để không còn khổ não và sống bên cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, đang chờ mình niệm Phật chí tâm. Thì rõ ràng khi niệm Phật chí tâm thành tựu đạo quả, dứt duyên thế gian, thì thần thức nhập thai sen tinh hảo, khỏi nhọc nhằn lo nổi khổ sanh. Lúc đó thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão, thể thanh tịnh thường không nguyên náo, khỏi lo toan nắng lạnh gió mưa, khổ bệnh kia bởi đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao gì nó. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đắn đo, dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát thống khổ thương yêu ly biệt. Cảnh hòa thuận kể sao cho xiết, tâm đồng nhau thuận thiện vui dày, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Có phải là tột đỉnh của hạnh phúc không quý vị? Khi chúng ta niệm Phật rồi mà về được cái cõi cực lạc rồi, hoàn toàn nó sẽ thay đổi hết. Tám cái điều khổ ta bà sanh ra muôn ngàn sự khổ thì sẽ đổi lại tám cái điều vui, và sanh ra muôn ngàn cái sự vui. Còn cái thân ngũ trược này, kiến trượt, kiếp trượt, não trượt, chúng sanh trượt, nó sẽ đổi lại là năm cái điều thanh hoàn toàn trong sạch. Kiến trượt thì chuyển thành thanh tịnh hải hội, và kiến trượt thì chuyển thành vô lượng quang. Phiền não trượt thì đổi lại là thường tịch quang, chúng sanh trượt thì đổi lại liên hoa bá thân, mạng trượt thì đổi lại là vô lượng thọ. Như vậy thì cái ngũ trượt ở thế gian làm cho con người trượt nhơ xấu ác và khổ đau, sẽ đổi lại là có người hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Chính vì vậy gọi là an lạc thân để về cõi cực lạc.
Còn ở bên đây chúng ta sống cái đất mà gò cao ngỗng khổ sở này nọ, cất nhà mưa gió bão, mà khi về tới cực lạc rồi thì chúng ta sẽ gặp cái thứ nhất là gì? Là bảo địa. Bảo địa tức là đất báo, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, đất thì bằng vàng chứ không phải là gò ngỗng sình. Cái thứ hai nữa là bảo trì, tức là cái ao báo. Ao báo, ao thì ở trên nó thành thì bằng vàng, bằng bạc, nó là trải cát vàng ở dưới đáy ao đó, cho nên gọi là ao báo. Cái thứ ba nữa là bảo thủy, tức là cái nước báo. Cái nước không phải mà nó đục như cái nước ở thế gian mình mà ròng rồi mà tắm không được, hoặc là nó dơ dáy chúng ta đó, là uống vào phải bị nhiễm trùng, phải bị o bụng, mà gọi là bát nước công đức, tức là trừng thanh, thanh lãnh, cam mỹ, nhuận trạch, an hòa, trừ cơ khát và trưởng dưỡng chư căn. Cái nước nó mềm nhẹ và nó nhuận bóng, nó ngon ngọt và nó thơm tho. Khi uống vào sáu căn chúng ta tu mà cái chỗ nào mà nó chưa hoàn mỹ thì sẽ trưởng dưỡng tất cả các căn đó, chứng vào quả bất thối, tu khi nào mà thành Phật mới thôi. Đó, quý vị thấy không? Cho nên gọi là gì? Gọi là bát nước công đức, tức là bảo thủy, nước báo. Cái thứ tư nữa gọi là bảo lâu. Chúng ta ở đây tuy rằng nhà giàu 3 tầng, 4 tầng nhưng mà nó sẽ bị sập, nó sẽ bị sập, nó sẽ bị hư hoại. Còn Đức Thầy cho biết là cảnh Tây Thiên báo ngọc đầy lầu. Báo ngọc đầy lầu, ráng tu tỉnh tìm nơi an dưỡng. Cho nên cái lầu ở bên cực lạc là không bao giờ sập, quý vị, xây toàn là bằng thất bảo, bằng thất bảo không. Lưu ly, hổ phách, mã não, sờ cừ, xích châu và kim ngân. Cho nên gọi là gì? Gọi là bảo lâu, tức là lầu báo. Bảo điểu tức là chim báo. Chim báo, cái chim báo này không phải như cái chim mà do nghiệp ở thế gian mà sanh ra. Con chim rồi nó phải ăn uống dơ bẩn, hôi thối, chết rồi hôi thối. Cái chim này là do hóa thân của Đức Phật A Di Đà mới hiện ra. Đó, cho nên là Ta Ca Lăng, Tần Già, Cổng Mạng, Anh Vũ, Khổng Tước, những cái chim báo này đó khi hót ra là ngân nga tiếng Pháp. Và các hàng Bồ Tát, Thinh Văn, Duyên Giác, A-La-Hán ở cái cõi của Đức Phật mà nghe cái tiếng Pháp này là Phật sự là vui vẻ và tâm đi đến cái chỗ là hoàn toàn thiện mỹ, chứng vào quả vị bất thối, tu khi nào đến thành Phật. Rồi cái thứ sáu nữa gọi là bảo thọ, tức là cây báo. Cái cây ở bển là 7 lớp dậu rào, rồi bảo võng, tức là có lưới báo, lưới báo. Và cái thứ tám nữa gọi là gì? Là bảo liên, tức là sen báo, bốn màu, bốn màu, trắng, xanh, vàng, đỏ, vi diệu, hương khiết của bác chị em. Không thể nào dùng lời lẽ mà diễn tả hết được. Cho nên cái người mà tu rồi đó, rồi khi mà về được cái cảnh giới cực lạc là hoàn toàn thay đổi. Đây mới thật sự là tột đỉnh của hạnh phúc vô cùng quý vị. Và cái ngày đó nó sẽ đến với người tu nếu chúng ta trì tâm. Cho nên bây giờ chúng ta hãy ráng đợi quý vị. Ráng đợi và tu tâm đi. Cho nên Đức Thầy cho biết là hãy ráng tu. Đức Thầy cho biết là đó ráng trì lòng ẩn nhẫn qua, thì giờ hạnh phúc có đâu xa. Ngày nay sư đệ tuy xa khách, trời Phật ban cho sẽ hiệp hòa. Thầy kêu mình trì lòng đi, ẩn nhẫn đi, rồi thời gian nó trôi qua, lần lần nó sẽ tới. Thì giờ hạnh phúc có đâu xa quý vị. Nó tới bây giờ nè. Đức Thầy vắng mặt năm 1947, nhưng mà đến bây giờ 2015 rồi. Như vậy thì biết đâu cái thời kỳ nó sẽ sắp tới, thầy trò sẽ gặp nhau trong cái ngày vui chứng đạo. Lúc đó thì long hoa khai mở, thánh chúa ra đời, bao la cảnh Phật, cõi tiên, tòng mai, liễu trúc, hữu duyên, khoe màu, ngũ dân, năm sắc, năm màu, kìa quy nọ phụ, lao sao vui mừng, gian dày sách nổ chuyển lưng, kiển tiên lộ vẻ vui mừng cha con, bấy lâu nghĩa nọ tiêu mọt, ngày nay hiệp mặt, hết còn thở than. Lúc đó mà ngồi trong hội long hoa mà nghe Phật thuyết pháp, tức là nghe Đức Thầy chúng ta là hóa thân của Đức Phật Di Lặc, lúc đó mà thuyết pháp rồi chứng đắc đạo quả, có phải là tột đỉnh của hạnh phúc không quý vị? Thấy không? Hay là phương nam rạng ngọc chói lò, lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu. Đây là thật sự tột đỉnh của hạnh phúc. Như vậy thì cái hạnh phúc ở đây chúng ta phải ráng chờ. Tại vì sao? Vì Đức Thầy vắng mặt, nhưng Đức Thầy đã có những cái lời hứa hẹn. Ngày nào Thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che, phải không? Hay là nay Thầy chịu lĩnh về Tây tạm ngưng đạo đức ít ngày Thầy qua. Thì rõ ràng thời cơ làm cho Đức Thầy vắng mặt là một cái thời cơ thử thách, coi tín đồ của Ngài có hiểu được Ngài hay không, có dâng lời dạy của Ngài hay không, hoặc có tin tưởng triệt để lời dạy của Ngài hay không, và cố gắng hành trì khi Ngài vắng mặt. Nếu làm y như vậy thì Đức Thầy cho biết giảng kinh đọc tụng chiều mai, làm theo lời chỉ, ngày rày gặp ta cứ y như vậy mà làm, ta giàu có cách thôn hương, giảng dân cứ chữ, hiền lương mà làm. Như vậy thì chúng ta tu đến cái giai đoạn mà về được cực lạc, tu đến cái giai đoạn mà gặp được Đức Thầy quay gót trở lại, tu đến cái giai đoạn mà được ngồi trong hội long hoa, nghe Phật thuyết pháp, rồi lúc đó mới sanh về cực lạc, thay hồn đổi xác, mới sanh về cực lạc.
thì thật sự đây gọi là gì? Là tột đỉnh của hạnh phúc, và cái hạnh phúc này gọi là chân thật. Tại vì đây gọi là chân thường, chân lạc, chân ngã và chân tịnh. Chân thường là nó thật sự, nó không, nó hằng còn, nó không có lúc nào thay đổi. Chân lạc là thật sự của cái vui, tám điều khổ của cõi ta bà, nó sẽ đổi thành tám cái điều vui và sanh ra muôn ngàn sự vui khác. Đó, gọi là chân lạc. À, chân ngã và thực sự cái ta, đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên, bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám giác hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử, chân tịnh hoàn toàn thanh tịnh, cảnh giới hoàn toàn trong sạch, thì không còn gì mà để bàn nữa. Chúng ta tu tới đó thì sẽ thấy rõ ràng. Đây là tột đỉnh của hạnh phúc và cao nhất của hạnh phúc. Khi chúng ta biết hành trì theo lời Đức Thầy chỉ dạy, tu tập nhân đạo tức là hạnh phúc của thế gian, và tu tập theo Phật đạo diệt tham sân si phiền não, thì chúng ta đến cái chỗ là hạnh phúc của thức thế gian. Đây gọi là tột đỉnh của hạnh phúc. Thì kính thưa toàn cả cô bác anh chị em, trời bắt đầu đổ mưa lớn, trên dưới cũng đúng một tiếng đồng hồ. Bảy Siêu trình bày cái đề tài tột đỉnh hạnh phúc đến đây cũng vừa xong và cũng vừa kết thúc. Trước khi rời khỏi diễn đàn, kính chúc toàn cả cô bác anh chị em đồng đạo thân khỏe, tâm an và tinh tấn tu hành trên con đường đạo hạnh thanh cao Phật pháp, hạ thủ công phu tu tập giết diệt sạch trừ vọng niệm phiền não tham sân si, để tìm được cái hạnh phúc tột đỉnh của mình ở bên quốc độ của Đức Phật A Di Đà. Xin dứt lời, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bảy Siêu chân thành cảm ơn quý vị đã tặng những tràng hoa rất là dễ thương và những tràng vỗ tay khích lệ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, thấy cái bàn tay của Chánh Thiện rồi, mời Chánh Thiện nhận biết nha. Bên đây mưa lớn quá rồi. Nam mô A Di Đà Phật, mời Chánh Thiện nhận biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con cúi đầu cung kính kính lễ Đức Phật, cung kính kính lễ Đức Thầy. Đạo tràng ơi, có nghe rõ không? Sao thấy im ru hết, nghi nghi quá, máy mình cũng không có. Con ơn Chánh Thiện nha, thấy cũng hồi hộp. Sáng giờ cúp điện nhớ mấy chú mấy cô lắm mà vô không được. Hôm qua đang nói chuyện cũng bị cúp điện nữa. Mai tới ngày con với chú Tư rồi, gái đừng cúp điện, con vô ủng hộ chú Tư. Kính thưa quý vị, vô trễ cũng nghe được chú ấy Siêu nói chuyện, nhưng chỉ nghe được cái đoạn kết. Quan trọng là cái đoạn đầu không có được nghe, nhưng nghe được cái đoạn kết, nghe được cái kết quả, nghe được cái thành tựu, thì một cái điều khích lệ để rồi mình tăng trưởng cái đức tin, tăng trưởng cái niềm vui. Bởi vì cái nhà cắt xong là nhà viên gạch sau cùng, mà cái cây đốn ngã là nhà cái búa sau cùng. Thì những cái gì sau cùng là một cái điều rất là tốt, những cái điều thành công tốt đẹp. Cho nên không biết thì con nghĩ rằng là từ cái đoạn cuối sau cùng thì cái nhân sơ khởi ban đầu nó cũng tốt đẹp, thì cái quả cũng sẽ được tốt đẹp. Cho nên nghe chú nói những cái thành tựu kết quả tu tập được hạnh phúc rất là tuyệt vời. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân chú Bảy Siêu rất là nhiều. Đây là những thần tượng con rất là mến mộ. Con ước một ngày nào đó sẽ được gặp với chú mình ở bên ngoài. Tất cả những thành viên trong Zoom là những điều mà con rất là diễm phúc được làm quen với cô chú anh chị. Giờ thì để bắt cái nhịp cầu để tiếp nối chương trình buổi trưa hôm nay, con xin đọc lại một đoạn sấm thi, thì sau đó thì đến cái chương trình chia sẻ nghi vấn. Con được đọc lại một đoạn trong quyển 5. Nam mô A Di Đà Phật. Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám giấc hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử,
Cuộc y thực muốn chi nghe đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai. Chí yên nhàn nhìn canh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Cả hai chung thai đều nghe vững ơi chắc, toàn dân lành đâu nghe có ơi đắng đo. Dứt ái ân quyến thuộc chuyện trò, thoát sống khổ thương yêu ly biệt. Chữ hòa thuận cây sao cho, chiếc tâm đồng nhau thượng thiền vui dày. Cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngà. Sẵn vị ngôi rành phân thượng hà, khỏi khổ cầu quan ghét gặp nhau. Thân tâm thường trụ hết rạc rào, chất thô trước tiêu tan mất cả. Cõi tịnh độ lâm điều thanh, nhà khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn. Chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻo ơi trời, đến tội rồi mới hối muộn màng. Chỉ cho bằng ta sớm lo toan, chỉnh giới luật nghe kính trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật ở đợi chờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chị em cùng toàn thể với chú với cô đã quan hỷ lắng nghe, tặng những đóa hoa khích lệ. Giờ đây liên tục chương trình thì con xin được mời lại MC Chánh Thiện nha. Kính chúc thầy chàng chúng ta sau khi nghe qua cái bài pháp của chú Bảy Siêu, mọi người chúng ta đều được an lạc, rước bỏ mọi sự phiền não và thấy cõi lòng lúc nào cũng an vui và sống trong chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chánh Thiện xin chào lại tất cả chư quý vị đồng đạo. Thay mặt cho chư quý vị đồng đạo, buổi trưa hôm nay rất là chân thành cảm ơn Phụ Hoàng Sơn đã phụ ngâm lại một đoạn thật là ý nghĩa, trong cái nó cũng trùng với cái đề tài của sư huynh Bảy Siêu, là thiết là tám cái sự vui trong cái cõi cực lạc, mà để nói lại tám điều khổ của cõi ta bà. Phải đọc thêm hai câu nữa nghe nó mới hay, là việc tu thân thiện tính hẳn hờ chừng quả đến an cho khó tránh. Mới đọc tới đó có phần ngưng rồi ha. Rồi cũng rất là chân thành cảm ơn sư huynh Phụng Hoàng Sơn.
Kính thưa chư quý vị, thì giờ đây thì sư huynh Phụng Hương Sơn cũng đã thành lòng đọc lại một đoạn sách giảng của Đức Thầy trong quyển khuyến thiện cũng đã xong. Giờ đây thì con cũng xin mời bác Tịnh Thiện hay là chú Tư để lên đây để góp những phần ý kiến trong cái mệnh đề mà sư huynh Bảy Siêu đã thiết hay là đã thích lễ cho chú sư huynh Bảy Siêu. Thì con xin mời bác Tịnh Thiện hay là bác Tư hay chú quý vị đồng đạo có thể đưa cái bàn tay lên để góp cái phần ý kiến trong cái mệnh đề vừa qua. Alo, alo. Dạ, con rất là cảm ơn bác Tịnh Thiện. Ở bệnh có mưa không sao? Bên Mỹ biết có mưa không, mà bên Việt Nam đây quá mưa. Dạ, chắc con xin mời bác ta nhận biết ạ. Xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong room. Bên tôi là 2:22 giờ dùng lượng bất là từ sáng. Trên mạng thích tới 3-4 giờ sáng thôi mà. Thì qua cái đề tài một tiếng đồng hồ, Bảy Siêu trình bày, mặc dù Bảy Siêu cũng yếu mà ráng cố gắng trình bày vậy thì mình thấy rằng đó là một cái tinh thần rất là cao, rất là quý để dẫn góp cho mình chúng ta được ấm áp ra để đời cùng nhau nhắc nhở sức tấn tu hành. Thì cái đề tài mới đặt qua mình thấy là đề tài nó thuộc về đời, nó hạnh phúc của đời, nhưng mà cái hạnh phúc của đời mà nhờ cái tốc đỉnh đó, cho nên mình mới đoán ra và cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc cao cả của cuộc đời chứ không phải hạnh phúc thường. Thì trong đời mình thấy nó có hai cái vui của thế gian và cái vui xuất thế gian. Thì cái tột đỉnh của hạnh phúc đây là cái vui xuất thế gian mà Bảy Siêu vừa trình bày rút ra trong các luật các kinh để nhắc nhở chúng ta ôn lại, nhất là pháp môn tịnh độ, để khi chúng ta hành cái pháp môn tịnh độ mà đạt được kết quả của nó, đó là cái tột đỉnh của sự sung sướng. Bởi vì trong chúng sinh nghĩ tận đôi đầu về thực ra mới là hết khổ, thì mình hết khổ đó là mình đi tới tận đỉnh của hạnh phúc rồi chứ cái gì nữa. Đó là mình thấy rằng cái hạnh phúc trên thế gian này không gì quý hơn là cái mình tu hành, là nhất là tu hành pháp môn tịnh độ nó mau kết quả, chứ tu hành theo pháp môn thiền định thì nó cũng rất là quý báu nhưng mà nó hơi chậm hơn, nó đạt được cái phần thấp, cái phần mà rốt ráo của thiền định, thì diệt từ hết cái tham sân si thì làm sao mình diệt nổi. Nhưng mà mình cũng vẫn trao tâm luyện tánh ở mức độ nào đó rồi hành theo cái pháp môn tịnh độ thì mình diệt thiền định xuân tu. Nhưng mà cái rốt ráo cái hạnh phúc đây đó là mình đạt được cái hạnh phúc đầu tiên là của tịnh độ. Rồi sau đó khi mình về tịnh độ rồi mình tịnh tâm đó, diệt hết cái tham sân si thì mình đắc nhập niết bàn. Cái đó là rốt ráo của cái hạnh phúc. Cho nên là vừa rồi Bảy Siêu trình bày qua thì thấy rằng Bảy Siêu rất là cố gắng, có thiện chí, mặc dù sức khỏe cũng không được tốt cho lắm mà ráng cố gắng như vậy rất là đáng khen ngợi. Mong rằng Bảy Siêu ráng cố gắng mỗi tuần đóng góp một cái đề tài để cho cái rừng chúng ta được cái ấm áp và sum tụ hơn. Ok, lần nữa rất là khen ngợi Bảy Siêu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước hết xin kính chào tất cả chư quý đồng đạo. Mấy bữa trước tôi xin lỗi là tại vì lúc này cái kỳ lắm. Tới khoảng chừng nói nghe em thuyết trình viên đưa nói gần hết cái tự nhiên nó thấy nó mệt. 2-3 đêm rồi, thật ra là tôi đi ngủ sớm rồi, không có thức khuya được. Bữa nay thì quá tình là Bảy Siêu là một cái đồng đạo mà tôi rất là thán phục. Một cái người bình thường cố gắng thì mình đã có cái ngưỡng mộ rồi. Cái này đồng đạo cái sức khỏe nó rất là yếu mà nói trong cái sự cố gắng, thuyết trình trong sự cố gắng của mình. Và hơn nữa, mỗi lần thuyết trình thì lại mưa, mà mưa thì phải nói cho nó lớn sợ mà không nghe, thì cái đó là cái mà rất làm cho anh em rất là cảm động. Mà tôi hồi nãy đó, trước khi Bảy Siêu nói thì Bảy Siêu nó mưa đó, là tôi có nói là cái đó là tốt,
rồi ai cũng nói là cái gì đó, à, cái gì mưa thuận gió hoài đó. Nhưng mà tôi bị hồi nãy tôi muốn nói cái là quý vị có không biết để ý không, là lễ 18 tháng 5 á, hồi đó tôi ở Hòa Hảo từ năm 1947, mà cho tới trước năm 75 thì có những năm tôi không có về, nhưng mà thường thường năm nào tôi cũng có mặt. Hình như là 10 năm á, thì trong đó chỉ được 1-2 năm là cái ngày 17 không mưa thôi. Còn thường thường gần như là 70-80% là ngày đại lễ 18 tháng 5 năm nào cũng mưa. Nó vậy đó. Thành ra là nhiều khi là mưa cũng là một cái điểm tốt đó, ha. Thành ra cái đó cũng cảm ơn mà bài siêu thì lại nói là cố gắng. Nhưng mà đối với tôi là, xin lỗi, cái này mình thích thú mà trong cái sự mà đau khổ hay trong sự cố gắng của người khác cũng không có nên. Là tại vì giống như tôi thưa quý vị đó, ở Cali, California, cái tiểu bang của tôi ở 2-3 năm nay rồi, chưa có cái trận mưa nào mà nghĩa là đúng nghĩa mưa hết á. Nó cũng lâu lâu cái nó rát mưa chừng chút xíu thôi, mà nó hạn hán. Mà bây giờ tới cái mức mà ở dân ở Cali đó, nó bị hạn chế. Ở Cali, ở nước Mỹ nó quan trọng cái đám cỏ trước nhà mình lắm, mà năm nay nó phải hạn chế nước, không cho tưới cỏ ở ngoài. Một tuần chỉ tưới được một ngày, có dùng được hai ngày thôi, chứ không có cho ngày nào cũng tưới như một lần nữa. Thành ra là vừa nghe cái lời thuyết pháp, cái trình bày chia sẻ của đồng đạo Bảy Siêu rất là chân tình, rất là xúc tích, mà còn nghe được cái tiếng mưa rơi. Cái này nó thiệt tình nha, cái tiếng mưa này nó nhỏ quá, chứ nếu mà nó rõ hơn chút nữa mà thâu băng được cái nước, cái tiếng động của mưa này đó, cái tiếng của mưa rơi này đó, mà để mà mình mở máy là mình ngủ chắc nó đã lắm á. Rất là thích. Thật tình mình nói là vậy, nằm mà nghe mà mưa rơi mà ngủ là thì thôi hết sảy luôn. Thành ra không biết ở bên qua anh Đào, không biết cái xứ Úc Châu bên đó nó có mưa thuận gió hòa, chứ Cali mấy năm nay là tôi nói hiện giờ này nè, giờ này là 11 giờ rưỡi khuya đó, mà tôi vẫn phải mở máy lạnh, vẫn là mở mà những cái quạt, vì nó đang nóng chứ lắm. Nó khoảng 80 mấy độ, tức là khoảng là 25 độ C của mình đó, rất là nóng. Ồ vậy đó hả, bên đó lạnh run, bên này thì nền nực. Xin lỗi cho phải ở trần với là mở quạt máy với máy lạnh thôi, chứ không có cách gì mà chịu nổi, có mưa luôn. Tôi lên là để mà anh Tịnh Thiền đã nói hết rồi. Thật ra thì anh Tịnh Thiền anh nghiên cứu nó sâu sắc hơn tôi. Còn tôi nghe những cái trình bày của đồng đạo Bảy Siêu tôi rất là hoan hỷ. Mà có cái điều rất là thích là đồng đạo Bảy Siêu khi nào mà có đóng góp gì mà mình đóng góp mà những cái điều mà mình thấy mà hơi thiếu chút xíu gì đó thì Bảy Siêu lại nhận ngay. Cái đó là một cái tinh thần rất là tốt của một cái người giảng viên. Cái điều này tôi xin cảm ơn một lần đồng đạo Bảy Siêu đã cho một cái đề tài rất là hay. Rồi bây giờ thì xin gửi lại cái mic cho MC Chánh Thiện. Mà thôi Chánh Thiện ơi, bây giờ thế này tôi biết á, là nếu mà Chánh Thiện mời đó thì ông Tịnh Thiện ông cũng nói là bây giờ bên tôi khuya quá, bây giờ tôi gần 3 giờ khuya. Bây giờ thì tôi để xin nhận cái lãnh này trước đi, rồi tôi nói để tôi đi ngủ, rồi sau đó xin mời quý vị phía sau. Thành ra là bây giờ thì thôi sẵn tôi cầm mic đây. Tịnh Thiện anh lên anh nói, anh lấy cái vốn này đi, anh ngủ cho nó khỏe. Tôi biết trước vậy rồi. Chứ anh mà không có trả lời thì anh không ngủ được đâu. Ok ha. Rồi mời đồng đạo Tịnh Thiện nha.